nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 10, chợ Hồ Thị Kỷ không chỉ là khu chợ hoa lớn nhất Sài Thành, mà còn được nhiều người biết đến là một con phố ẩm thực với các món đặc sản độc đáo của cộng đồng người gốc Campuchia sinh sống tại nơi đây. Xin chào ha, anh ấy sống tầm. Mấy cái món ở đây đều là chuẩn vị từ Thái hết. Món ở đây là nói chung là khá phong phú và nó ngon. Thì một tuần là cô tới lần về món này là món khoái khẩu của cô. Phần lớn các tiểu thương trong chợ là người Việt kiều gốc Campuchia nên chắc chắn cũng không thể vắng mặt đủ cái món ăn vật lạ ở xứ Angkor. Nào là bún lum bao chóc, chè bí đỏ hột gà, bánh lọc mặn Campuchia và các loại khô đặc sắc. Ngoài ra còn có những món ăn vặt đậm chất Sài Gòn như súp cua, nem nướng phô mai, bò nướng sả, hủ tiếu ốc, trà đào dầm. Bán được 4-5 năm rồi, cái món này là do anh tự nghĩ anh sáng tác ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều.